Đơn hàng hơn 100 lít nước mắm này được cơ sở sản xuất nước mắm Y Hương, huyện Châu Thành A giao cho đại lý trong tỉnh. Hơn một tháng nay, 6 công nhân của cơ sở làm thêm giờ, chuẩn bị hơn 10.000 lít nước mắm phục vụ thị trường Tết. Cơ sở xây dựng bể ủ chợp bằng gạch, đầu tư hệ thống lọc để đảm bảo vệ sinh, đạt các tiêu chí chất lượng theo quy định. Năm ngoái, nước mắm của cơ sở được công nhận OCOP 3 sao, chất lượng được khẳng định, đơn hàng tăng 10% so với trước đây. Mình mới khởi nghiệp, nhãn hàng mình mới, thị trường nó chưa có biết nhiều cái sản phẩm. Thứ hai nữa là về cái chất lượng, mình cũng cố dần cái chất lượng mình tăng lên, rồi mẫu mã. Trước đây là bán là coi như là vô lẻ bán lít can lớn không à, rồi không có nhãn mát, rồi người ta cũng ít có biết mình được nhiều. Sau này bắt đầu mình mới nghiên cứu về mẫu mã, bây giờ là phải bán cái mẫu mã đẹp về chất lượng tốt. Mới tiêu thụ được nhiều. Hợp tác xã Kỳ Như có hơn 10 sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao làm từ cá thác lát, cá sạc trằn. Với lợi thế này, Tết năm nay hợp tác xã chuẩn bị 5.000 combo thư giãn quà tặng. Mỗi combo có giá từ 1 triệu tới 3 triệu đồng. Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp công ty để mở rộng thị trường tiêu thụ. Sản phẩm OCOP thì cũng đã được triển khai từ lâu rồi, thì cũng được các ban ngành thì giới thiệu đến tay người tiêu dùng. Mà cái quan trọng nhất đó là cái bản thân mình cũng phải tự động và mình phải năng động lên để mà mình đi trực tiếp để mình giới thiệu đến khách hàng. Để tạo sức lan tỏa và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP, nhiều chủ thể tiếp cận với phương thức bán hàng trực tuyến, bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Hiện nay, các sản phẩm OCOP đều có mặt khắp cả nước thông qua các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trung tâm thương mại, siêu thị, đại lý bán lẻ trong tỉnh và ngoài tỉnh.